Cô xin chào tất cả mọi người nhé. Thì video này là một cái video bán con ạt mà mình sẽ show cho mọi người xem. Và sẵn đó là mình rao bán luôn ạt này. Thì hiện tại ạt này là ạt nữ ở cụm 268 và server 268 luôn. Thì đó là một cụm người ta gọi là cụm Dubai đó. Nếu như mà bạn nào có chơi Gunny thì sẽ biết cụm Dubai. Thì bây giờ mình sẽ show chi tiết cho mọi người xem. Nếu ai mà cảm thấy ưng ý ạt này á, thì liên hệ cứ qua Facebook và Zalo có để ở dưới video, chứ mọi người đừng để số điện thoại lại ở dưới nha. Cú sẽ không liên hệ với bất cứ ai trước đâu, để tránh là có người gọi và lừa đảo. Thì mọi người hãy xem số điện thoại và Zalo của Cú ở dưới mọi video. Cú có ghi đó là chỉ duy nhất một số điện thoại là 0376 040 326 thôi nha. Thì ở đây là một vòng tay cộng 7 và một Venus cộng 6. Venus cộng 6 này thì được 15.000 điểm rồi nha các bạn, 14.900 trên 16.300 điểm thì nó sắp lên 7 rồi. Bên đây thì một cái Thiên Vũ cộng 7 và một cái Hạnh Phúc cộng 6 được 11.000 điểm. Và về vũ khí thì có Super Phi Tiêu Vĩnh Viễn, Super Búa, VIP búa chứ, hình như là VIP búa chứ không phải là Super, VIP búa Minotaur và cây VIP Bumerang. Ở đây thì có một cây Super Lựu nhưng mà hết hạn rồi. Áo và nón thì đều là chỉ số 6 và có điểm hộ giáp là 72, đều vĩnh viễn hết nha mọi người. Thì hạng này là VIP 9. Về trang phục thì có hai trang này là vĩnh viễn hết rồi nha các bạn. Thì những cái đồ bình thường thôi, có cánh vĩnh viễn luôn. Thì về vật phẩm thì cũng không có gì đặc biệt, nó cũng như những cái ạt khác thôi. Cũng chỉ là mấy ngàn viên đá thường hóa và những cái trang bị đầu bò bình thường. Thì về chỉ số là công 6.200, thủ 8K8. Do đang mang Super Phi Tiêu cho nên điểm nhanh nhẹn cao. Còn các chỉ số khác thì hơi thấp lại. Thì ở đây hồi phục là được 38.000 máu. Bây giờ là mình sẽ mang VIP búa và cho mọi người xem chỉ số. Thì chỉ số khi mang búa là công 6.001 và thủ đã đạt được 9K1 rồi, khá là trâu. Thì về ngọc thì ạt này khá là ổn luôn các bạn. Nó sắp full một bộ cam luôn. Chỉ có một viên hạt nhân là tím thôi. Còn bet ạt này sử dụng là bet Hu nha các bạn. Về skill của Hu thì mọi người muốn xem chi tiết thì có thể vào kênh của Cú và kéo lên cái phần tổng hợp bet siêu đó. Thì Cú có làm về bet Hu rồi. Mọi người cũng thấy là cái skill cuối của bet Hu khá là bá đạo. Và có một con rồng level 53 nữa, cũng đã đủ 5 sao và đột phá level 11 rồi. Về chòm sao thì ạt này tổng điểm của chòm sao khá là yếu luôn. Chỉ mới được có công được có 164 điểm, thủ thì mới 9 mấy điểm thôi. Khảm thì khá là đẹp. Khảm ạt này hình như cứ nhớ không lầm là nó đã full 11 và được một viên 12. Chính xác rồi các bạn. Thì khảm ạt này là full 11 và được một viên 12 nhé. Thì ạt này hiện tại cú bán là với giá là chỉ hơn 1 triệu một chút xíu thôi. Một chút xíu luôn, một triệu tiểu học luôn. Ở đây thì giật tổ là 23, 24 và 22. Bây giờ là bắt đầu mình sẽ để coi mình nhận quà. Giờ mình ấn dung luyện khí đi. Tại ạt này thì hầu như cũng không cần. Tiếp tục thất bại. Thì về ạt này nó có, mình nhắc lại là nó có 3 cái vũ khí vĩnh viễn, trước là một cây Super Tiêu và hai vũ khí truyền thiết, đó chính là VIP búa và VIP Bumerang. Khá là ok luôn. Nó có búa là ok rồi. Nhiều bạn rất là thích búa. Thì ở đây diện bảo tàng là phần vũ khí thì chỉ mới lên được 6 món thôi. Còn về phần bet thì đã lên full. Bây giờ thì mình sẽ ra sảnh cho các bạn xem. Mình sẽ mang búa đi. Mang búa là để châu để lầy thôi, chứ
cũng không phải là để đào nữa nha mọi người. Thì theo cái kiểu mình chơi thì mình thích là đam hơn. Tại vì khi mà bây giờ á, cái chế độ Gunny nó ship trên lệnh là 20% lực chiến, cho nên nếu như các bạn đam nó sẽ vui hơn là đào rất là nhiều luôn. Đam thì các bạn có thể thể hiện được kỹ năng của mình cũng như là may mắn của mỗi người là chạy ngọc hay là sử dụng skill best được tối đa. Thì theo như mình nghĩ, mình mang cây búa này thì mọi người sẽ nghĩ mình đào đấy các bạn, nhưng mà mình vẫn mang để xem sao. Mới vào không đam mà bạn ấy băng là chắc chắn là bạn ấy sẽ qua đào mình rồi. Thì sau khi ngày hôm qua Gunny nó tiếp tục là làm lại cái chế độ ở sảnh đó, thì tiếp tục lại là một chiều hướng hai chiều nữa các bạn. Thì khi một ạc nào đó cài khi một ạc nào cài chai á thì họ rất là vui, bởi vì họ không còn ăn hành nữa mà họ đã được xếp ngang 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 nhau, họ đi chơi, họ bắn sảnh đồ, kiểu như là sẽ còn có thắng. Còn những cái ạc top á thì khá là gặp cao, khá là gặp cũng ngang tầm và cao, bắn khá là mệt mỏi. Còn về những ạc ép cấp mà độ khoảng 3 ít trên 100k lực chiến á, thì họ rất là bức xúc luôn. Tại vì khi mà ở tầm đó thì rất là ít người đạt cái ngưỡng đó, cho nên là đa số là họ sẽ bị ghép hoài một bạn hay là hai bạn, hay là họ bị ghép liên tục với boss thôi. Thì bây giờ tiếp tục là ván thứ hai, mình muốn thể hiện sức mạnh của ạc nhưng mà mình thấy không ổn rồi, thì lại gặp bạn cũ, chắc chắn lại là một pha đào nữa thôi. Thì về cái vấn đề đào này thì mình thấy cũng bình thường, do là cách chơi của mỗi người thôi. Đôi khi thì mình cũng tùy cơ ứng biến, nhưng mà đa số là mình sẽ đam nhiều hơn là chơi đào. Tiếp tục là một pha đào của bạn ấy, miễn kháng lại không chạy rồi. Về cái vấn đề mà đào ở sảnh này thì hôm nay mình thấy khá là nhiều bài viết của các bạn top luôn, là họ rất là bức xúc tại sao mà Vinagame nó đã cho chế độ ship cân bằng nhưng mà mọi người không đam với nhau vui hơn. Có rất là nhiều bạn yếu nha, thật sự là họ bị ghép chung hơn mình khoảng 40 50k lực chiến luôn, nhưng mà họ họ yêu cầu là cho dù đam để họ thua họ cũng chịu nữa, nhưng mà họ rất là ghét đào. Nhưng mà mình không biết vì sao, thì cái đó là do mỗi người chơi thôi, mình cũng không có ý kiến. Bây giờ là mình gặp một bạn lớp du, bạn này có cái set heo khá là dễ thương. Đây là mục tiêu full đam của bạn ấy. Rất là chuẩn xác luôn. Thì mình không nhìn được máu là bao nhiêu. Bây giờ là mình sẽ lấy tên bạn ấy. Để tên sau mình sẽ bao. Liên kích. Khá là rác luôn các bạn. 9k máu, hơn 9k máu. Đây là một tia full đam và nổ của mình. Rất là ngon. Bạo kích chạy ra thì chắc có lẽ là bạn ấy sẽ lên, sẽ chết luôn. Chỉ hai tia thôi, bạn ấy chịu nổi chỉ hai tia của mình thôi là bạn ấy đã chết rồi. Về hiện tại bây giờ á, thì các bạn mà có mua ạc á, thì các bạn cũng đừng sợ ăn hành nữa, bởi vì Vinagame nó vừa fit vừa bảo trì và cập nhật chế độ sảnh ghép lực chiến trên lệch 20%, cho nên nếu như mà các bạn không có tiền á, thì các bạn mua những ạc vừa tầm túi như là vài trăm hay gì đó thì cũng đừng có sợ là ạc mình quá yếu nha các bạn. Tiếp tục là một pha đào. Khi nãy bạn ấy đam không lại rồi, cho nên ván này là ván mình sẽ bị đào thôi.
thì không biết là có chết hay không thôi. Một pha đào khá là chuẩn, chắc có lẽ là mình sẽ chết. Rất may mắn luôn các bạn, mình còn một viên nữa thôi. Nhưng mà trong may thì nó có rủi rồi, mình bị dính phong ấn rồi, làm sao mà lên được đây. Thì bây giờ chỉ cầu mong thần báo thôi. Liên kích. Thì bạn ấy đã bị dính phong ấn rồi, không biết cái tia này nếu như mà bắn chuẩn xác thì mình sẽ lên bảng thôi. Rất là thông minh luôn. Đây là một pha xử lý thông minh của bạn ấy, là bò xuống. Chứ nếu mà bạn ấy đứng tại chỗ thì rất là khó để bắn mình tuột xuống hố. Đây, tiếp tục một ván là mình gặp bạn ấy, thì bạn ấy đeo bếp phụng cho nên cái nhanh nhẹn bạn ấy khá là cao. Băng thế này là biết sẽ bị đào rồi. Đôi khi là mình chơi đam thì mình cũng khá là bất lợi, tại vì họ muốn toàn là chơi đào thôi. Khi từ hồi đầu lúc mình đi sảnh tới giờ thì hầu như bạn nào cũng chơi đào hết. Khi thường thì đây là một pha miễn kháng, và sau pha này là mình sẽ chôn lại bạn ấy để cho bạn ấy hiểu cảm giác là chôn người khác thì nó sẽ cay cú đến cỡ nào. Thì bây giờ là mình sẽ chôn lại bạn ấy đây, không biết là miễn kháng bạn ấy nó có chạy hay không thôi. Rất là hay luôn, không chạy miễn kháng. Mất một. Theo như mình thấy các bạn ấy chơi đào á, là nó có cũng có một lý do đó. Tại vì mà khi các bạn chơi đam với nhau á, thì khi mà các bạn nhây qua nhây lại nó gần, nó đã hơn 10 tên rồi. Khi mà địch mà gần chết á, thì có nhiều bạn chơi xấu á, thì khi mà cảm thấy mình không thắng được nữa thì họ sẽ thoát trận. Mà thoát trận thì sẽ không được tính điểm là giết mạng trong event, trong event. Thì bây giờ mình cầm tiêu, mình sẽ bắt đầu là chơi đào theo với mọi người. Bạn ấy cầm cây lựu đạn là cũng đi đào đấy. Bây giờ là mình sẽ qua để mình dùng skill của Hu và cộng với đó đào skill khóa gốc. Khá là phản kèo luôn các bạn. Địch không chạy miễn kháng mà tự mình đào rồi tự mình chạy miễn kháng luôn. Thì ở vị trí này bạn ấy đã dính skill của Hu cho nên không thể nào có góc mà bắn cho mình được. Thì ở vị trí này bạn ấy bắt buộc phải bay lên thôi. Ây, bay lên đó là lại tiếp tục là đào đây. Một pha chạy lực của bạn ấy, chắc chắn là chạy lực, chứ nếu mà chơi tầm 6 ít thì không có bắn gà đến vậy đâu. Chơi đến level 70 rồi, không lẽ sát một bên vậy mà bắn mid xa như vậy sao? Thì mình sẽ ném bét và sau đó là mình sẽ đào bạn ấy xuống, chơi theo cách đào coi. Hạt nhân thì chắc có lẽ đây là một pha kết thúc bạn ấy rồi. Thì mình cũng xin nhắc lại với mọi người là mình đăng video này để bán ạc mình đang quay video với giá là hơn 1 triệu một chút xíu thôi. Thì bạn nào cảm thấy ưng ý ạc này thì liên hệ cho Cú qua số điện thoại và Zalo dưới video. Đặc biệt là các bạn không được bỏ số điện thoại ở dưới bình luận của video để mình
mình sẽ không liên hệ trực tiếp bất kỳ ai trước nha. Thì các bạn nào mua thì chủ động liên hệ cho mình để mọi người tránh bị lừa đảo, tránh bị gặp giả mạo nha. Thì mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì sau khi ván này kết thúc thì mình cũng sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Và mọi người nhớ đăng ký kênh, ủng hộ Cú. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ nốt ván này và mình sẽ kết thúc video. Đây là một pha full dam của bạn ấy. Một pha bắn ngáo ngơ của mình luôn. Khá là gà. Full dam, liên kích và hạt nhân. Thì con bét rắn đó, nó cộng giáp và cộng máu, kèm với thủ của nó khá là trâu luôn. Thì sau một pha hạt nhân của mình, hầu như là chỉ cướp đi được hết phần máu của bét rắn thôi. Đây là mục tiêu full bow, full dam và bow thì bạo kích. Kết thúc mình luôn các bạn. Thì mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Cú nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở video sau.